Cô là cái ông này không phải là vị thánh, ông chỉ nói lên những lời tốt đẹp thôi, nhưng mà ông bị người ta giết rồi. Dạ, có nghĩa là xương không thấy, nhưng mà linh hồn thì đi về ông không thấy. Ông linh hồn ở đâu, ông làm cái gì, ông giác ngộ để hôm nay ông ôm cái bình bát, ông đi tới đi lui để cho bao người đi theo ông. Vì sao tôi bức xúc, mấy hôm nay tôi ăn không yên ngủ không được. Trời ơi, tại sao mà một cái người đi cô mà lên rồi xúc phạm tới thầy Minh Tệ như thế? Nguyễn Quy Lập 79 mến chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cho quý vị khán giả mình cùng xem về sư cô Diệu Hân đã có những lời nói phát ngôn về đạo Phật giáo Hòa Hảo và nói về sư Minh Tệ như thế nào. Bất ngờ thì ngày hôm nay một ông chú đã bức xúc rất là nhiều và lên tiếng nói điều gì cực gắt về sư cô Diệu Hân này. Thì mời quý vị khán giả đồng hành cái video này cùng em, nhớ bấm tặng em một nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ. Chúc quý vị xem video thật nhiều vui vẻ. Ông giáo Hòa Hảo nổi lên đi mướn nhà, bắt đầu cái tới bắt đầu là bông qua của người ta chặt như này chặt hết luôn. Trời, ghê chưa, ghê chưa. Tôi hỏi chú biết là ủa ở đâu mà ra người ghê vậy ta? Tụi nó nói là đạo giáo Hòa Hảo. Lúc đó tôi chưa biết đạo giáo Hòa Hảo nha, tôi không biết tới. Cái rồi cái bắt đầu cái tôi nằm để thanh tịnh, tôi treo cái giọng tôi nằm để thanh tịnh, tại vì 8-9 giờ tôi thanh tịnh tới 12 giờ tôi vô tôi cúng công Phật. Bước lên người của tôi, cởi quần ra nha, đái trên người tôi luôn, mà đưa nguyên cái di vật con trai đưa cho người tôi, ghê hồn chưa. Tôi nói ủa cái đạo Hòa Hảo gì mà kỳ vậy ta? Rồi những cái hành động rất là ghê, rồi cộng với cái thằng bé nó mướn nhà con ba, nó hành động nó rất là ghê. Tôi nói của cái đạo giáo Hòa Hảo gì kỳ ta? Ủa hồi đó giờ mình chỉ có biết là đạo Phật nè, rồi từ nguyên thủy cho tới có nghĩa là Nam Tông Bắc Tông là mình biết hết, nhưng mà tại sao mà cái Hòa Hảo này không biết mà chính mình đi bao nhiêu năm để vào Thiên Chúa Giáo để mà mình thấy và nghe một cái người tôi sửa mà đại diện cho Chúa Giêsu, mà cái đạo Hòa Hảo này mình chưa có nghe, mà cũng chưa có nghe Thiên Trời nói tới, mà các chư vị thánh thần chưa nghe nói tới, ủa cái đạo này nó từ đâu ra? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nói được rồi, để con đi tìm cái đạo giáo Hòa Hảo nó nằm ở đâu. Rồi bắt đầu trước khi đi tìm, tôi phải nguyện gì? Mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát, mười phương và Ngọc Hoàng Đại Đế và Hồn Thiên Thánh Quốc nhiều đời, cho con đi xuống tìm kiếm một cái vị thánh quốc, một cái vị thánh Hòa Hảo đó ở đâu. Thì tôi khăn gói đi mấy ngày, các vị biết không, tôi đi vô là đúng cái ngày mà người ta đưa một cái vị thánh là một cái vị thánh gọi là cái gì, ông vị tôi quên rồi đó, ông thánh đó đưa lên, người ta tân bốc lên, người ta làm quá trời luôn. Tôi nằm tôi thấy ủa tôi không thấy ông thánh đó nha, mà tại sao đưa ông lên làm dữ dội vậy nè. Tôi mới vô cái giọng tôi nằm rồi tôi mới thanh tịnh, tôi mới nói thổ địa ơi, thổ địa ở vùng này ơi, cho tiểu tăng tôi biết thánh, một vị thánh này ở đâu, đang ở đâu mà sao tiểu tăng không thấy, tiểu tăng không thấy ta tung hô tại vạn tuế như vậy. Thì có một vị thổ địa mới tới nói tôi, dạ thưa bạch sư cô, con nhà chùa nha, còn cái phong hiệu đó tôi không nói, xin báo với cô là cái ông này không phải là vị thánh, ông chỉ nói lên những lời tốt đẹp thôi, nhưng mà ông bị người ta giết rồi. Dạ, có nghĩa là xương không thấy, nhưng mà linh hồn thì đi về đâu không thấy. Linh hồn là ông đi tới sanh ở đâu rồi, đâu có thấy nữa đâu nha. Rồi ông nói tôi là bây giờ người ta tôn xưng là ông là thánh, người ta đưa lên người ta làm đủ thứ, nhưng mà ông có nói với tôi rằng nhưng mà là có một vị đắc quả thánh, thánh đời là sau đời của ông này, người đó rất tốt, nhưng mà người ta đã mất rồi, ta ẩn danh, tiểu cô cứ đi tìm người ta đi, rồi người ta sẽ nói đó. Tôi nói vậy là cái ông này ông nổi tiếng nổi danh, người ta đưa ông lên về đủ thứ, nhưng mà không có mà như một cái ông khác phải không, mà sao đòi ông. Rồi cái ông thổ địa ông nói tôi vậy, bây giờ tiểu cô không biết là người đó như thế nào, nhưng mà tiểu cô nói là có đi Nam đi Bắc đi gì đó, đi khất thực gì đó, thì phải có long thần hộ pháp che chở và hộ trì từng bước đi, đó là người đi khất thực hoặc là đi viện đầu đà gì đó, có long tôn hộ pháp hộ trợ, không cần phải đánh tiếng, cũng chẳng cần lên tiếng mới là đi theo viện đầu đà. Còn nói về vấn đề mà ông học ở đâu, ông làm cái gì, ông giác ngộ để hôm nay
ông ôm cái bình bát, ông đi tới đi lui để cho bao người đi theo ông. Đó là hiện tượng của giả, giả trong tất cả giả. Mà làm vậy, giả như vậy thì làm tổn hại cho nhân dân và Phật tử về vấn đề đạo pháp. Đạo pháp đó là gì? Nhân cách đạo đức là đứng đầu, thân tâm khẩu ý cũng đứng đầu. Thì cái trào lưu mà đi thì tới đi lùi cho bao người chạy theo, đó là trào lưu thực tế bây giờ, để truyền thông cho bao nhiêu người biết tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia, vân vân. Đó là giả, không phải thật. Còn thật á thì đi có lòng tôn pháp độ trì, không cần lên tiếng, không cần phải tôi từ đây tới, từ đâu tới, vân vân. Đó mới là người đi theo đầu đà, hoặc là thay lòng tôn hộ pháp đặng đi. Đó là duyên phận. Còn này là không phải duyên phận. Cô trả lời, cô mít lòng hay không thì cô xin trả lời, cô không ngại mít lòng. À, các em, dạ xin chào cộng đồng mạng. Thì tôi xin nói về vấn đề là Nico Vũ Hân có xúc phạm lớn đến nhân phẩm của một cái nhà tu chính là người học theo Phật mà đã thế giới đã công nhận. Thì xin thưa với quý cộng đồng mạng, vì sao tôi bức xúc mấy hôm nay tôi ăn không yên ngủ không được. Trời ơi. Tại sao mà một cái người Nico mà lên là xúc phạm tới thầy Minh Tệ như thế? Như vậy thì mình tôi nói với cô Linh cô không nên làm như vậy. Mình đã lớn tuổi rồi, mình đã mang tu, mình xuống tóc, mình đi tu. Thì mình để cái hạnh của mình lại như thế nào cho con cháu? Mình chết mình không có đem theo được tiền của đâu. Không, mình để tiền của con cháu cũng chẳng hết, mà mình để cái hạnh mình lại đó, con cháu nó hưởng. Còn mình để cái hạnh mình lại đó để đặng cho cái gia người ta ca ngợi, người ta ca tụng mình. Bởi vì thường ông bà ta nói con cọp chết để gia người ta qua đời, chết để tiếng. Nhưng mà tại sao cô lại đi xúc phạm một cái người tu hành đó, mà đã thế giới này không phải 100 triệu dân của Việt Nam mình mà 17 tỷ dân trên thế giới không, người ta công nhận rồi nè, các cái tôn giáo nè là các cái nơi khác đó, cũng như là ở là Đức Giáo Hoàng ở Cai Căn, người ta cũng gửi điện, người ta cũng kinh phục, người ta cũng lên tiếng vấn đề tương tệ, hay hoặc là Cao Đài nè rồi Hòa Hảo nè đó, rồi không có nói về trong cái môn phái đạo Phật của mình, ai ta cũng công nhận không. Nhưng mà tại sao mà thấy cô Vũ Linh xúc phạm đến một cái người Vũ Hân á là xúc phạm đến một cái người tu hành, người ta đâu đụng chạm đâu, không, ông tức là tại đạo không đụng chạm gì tới mình hết trơn á, ông chỉ là xin là ăn một bữa con trai trong một ngày đó, rồi ông đi thôi, ông đi từ Nam chứ bắt, người ta gọi là gì, ta gọi là đi tu chứ đâu phải ngồi tu. Mình ngồi mình sàm sở mình ngồi đó, mình nói tầm bảy tầm ba là mình nói là tu gì, tu hú tu gì đó. Cho nên bây giờ nè, mình phải xác định lại đi, mình ăn nói cho nó đàng hoàng chuẩn chạc, tại sao bao nhiêu người trên thế giới này người ta ca ngợi, ta ca tụng, còn bản thân mình là như vậy. Tôi ví dụ như bây giờ nè, một cái xuồng người ta bơi, ta chèo không, ai chèo chèo ai bơi mình thằng lấy tay gà nước là người ta chặt cái tay mình, ta bỏ không, ta chặt cái tay mình, ta bỏ không. Rồi giờ mình cũng như bao nhiêu người ta ủng hộ ông Thích Minh Tuệ, ông tu đúng đồng đà, tu đúng hạnh, tu ông, ông không có lên, ông không có nói là ông là ông sư hay là ông không có nói gì mà chỉ ông nói là ông là Thích Minh Tuệ, tức là Lê Anh Tú thôi, nó là một người công dân bình thường, một người công dân bình thường, nhưng mà ta cũng làm tất cả nghĩa vụ công dân của người ta làm tất cả nghĩa vụ của cuộc đời riêng ta rồi, người ta đi tu là ta đi học đạo, nghe không, ta đi học theo Phật đó. Người ta một cái nhà tu, người ta không có tu mỏ, người ta không có sách kệ, người ta không có truyền đạo, nhưng mà tại sao nhà dân chúng ta theo? Bởi vì ông làm đúng, ông làm đúng theo cái tu, ông làm đúng theo cái học của Phật đó. Đó, cho nên đó là mình phải thấy nó, ta nể ông đó, không? Tại sao mày quản trị mày quế mày, ông đi tới đâu ta gãi qua rồi, ông đi tới đâu người ta dọn đường, ta trải thảm đó. Người ta nó không phải là người ta tôn trọng cái xác ổng, mà người ta tôn trọng cái tâm linh, cái não ổng, ổng làm đúng đó, ổng làm đúng là một cái người tu đó. Còn mình nó tu đó, nhà cao cửa rộng, xe hơi rồi máy lạnh rồi, tu ngồi một chỗ đó, để người ta lợi, người ta cúng cho mình ăn, mà người ta còn lại mình đó, như vậy là vô duyên không, vô lý không, không tu gì mà người ta lợi, người ta đem đồ lại cho ăn, rồi phải còn lại nữa, vậy là mình tu đó hả? Cái đó là mình lạm dụng, mình lạm dụng để mình bóc lột mồ hôi xương máu người ta, rồi mình tuyên truyền đó, tàu lao bắt xế đó, để cho người ta nghe, rồi để mình nhận cúng dường, để đặng mà mình ăn, mà người ta còn lại là lại mình đó, vậy là tu đó hả? Còn cái ông Thích Minh Tệ này đó, ông đâu có, ông đi đâu ông cũng chừng hô là ông con không ai đánh ông cũng chúc người ta hạnh phúc, ai chửi ông cũng chúc người ta là mạnh mẽ hạnh phúc, ông rũ bỏ hết, ông rũ bỏ hết cuộc đời của ông không có cái gì mà mang theo, kể cả tới cái thông tin đại chúng là cái điện thoại của ông có luôn, ông rũ hết, ông rũ hết. Cho nên đó là ta mới gọi là tu đó đó. Chứ còn bây giờ mình tu mà tu mà đồ đó là đồ sạch sẽ rồi ngồi trong mát rồi ăn mát vàng đi thì có dù lỏng đó, vậy là tu đó, cái đó không phải, cái đó là mình lừa mắt của thế gian thôi, mình
mình nó là coi như là mình để đặt ra để đặng mà cho người ta tin ngưỡng mình, để người ta nuôi mình thôi, thì cái đó là mới tu. Còn cái chính thức bên tại người ta là mới đúng là một cái người tu đó. Bởi người ta thường nó nói là đi tu, mà tại sao mà hồi xưa ông Phật Thích Ca vậy đó, ông nó đi đó, ông bỏ nhà, bỏ, ông không có vợ con, ông bỏ nhà bỏ cửa bỏ cung vàng cái mục đi, ông đi, ông đi tại sao mà ông ngủ nghĩa địa này, nghĩa trang này, rồi ông ngủ nhà quan cửa lạnh, rồi ông lấy giải ba hồi xưa ở ngoài cách đây mấy ngàn năm đó, là bây giờ cũng vậy thôi. Ấn Độ nó mang mắt ra là nó bó đèn bên chân núi bỏ đó, rồi con này con kia ăn cái xác, rồi còn cái giải rồi mới kết lại ông thầy thằng làm cái gì phục ông. Thì bây giờ ông tức là tại này ông cũng làm đúng như vậy đó. Nó ông đâu có xin xỏ ai đâu, không, ông không có nói tới ai đâu, ông đâu có đụng chạm tới cái Nico này đâu, mà tại sao mà xúc phạm như vậy hả? Tôi nhắc một cái nữa, bây giờ trên Nico nè, vũ thằng này nè, có mình ơn con thôi mà cô bằng 7 tỷ người trên thế giới này, người ta công nhận không? Cô bà bằng các cái tôn giáo khác người ta công nhận đó. Chính các cái nhà sư rồi các cái cha xứ ha, rồi các cái linh mục trong một người ta cũng ai cũng điện người ta cũng chúc mừng ha, người ta cũng kinh phục, người ta kính nể một cái nhà tu đúng là đầu đà như vậy đó. Tại sao mình đi phỉ nhổ người ta không đó? Cho nên tôi nói mình đó phải nói cái gì, con người ta nó không có gì bằng danh dự, không có gì bằng hạnh phúc, không có gì bằng uy tín, là tất cả là cái uy tín. Tại sao mình đi lên mình thẳng đối như vậy, là mình mà cũng là một người tu, mình dám xuống tóc ha, mình dám xuống tóc ha, rồi đi tu đó. Như vậy là cái mình xuống tóc vậy mà nói chuyện muốn cái gì đó, giống như mà cái giò giữa của người nào vậy, giống như cái giò giữa nào vậy, ăn nói không có cái gì. Tôi khiêm tốn, tôi nói vậy đó, đi cao đầu tóc lắm ra, tôi lên nói ngủ gặp bạn nha, y như là cái chân nhỏ của người ta, cái chân giữa của người ta không vậy, ăn nói thì không ra chân. Tôi đây nè, tôi ở Bến Lức nè, Long An nè, Cặp Bình Chánh nè, tôi sẽ tới nhà cô nói tại mặt luôn đó, tôi sẽ cho cô đừng có né tránh đâu trần rồi nè, mình dám ăn dám nói dám quấy dám sách thì mình dám chịu trách nhiệm, mình trốn chi vậy, trốn cộng đồng mạng chi vậy, mình nói đã làm gì vậy hả, mình nói như vậy là mình có gì không, hay hoặc là tôi nói là tôi có qua cái clip nha, rồi tôi cũng nghe nói ví dụ như bây giờ là năm Vũ Linh đó, nó mắc mớ gì cơ cô, mà cũng đi lợi rồi lấy cây xăm soi trên Hà Mã mộ người ta mà bao nhiêu mà ngàn người con người ta là ta kính nể một cái người nghệ sĩ anh tài năng người rồi có cái phục vụ cái nền văn hóa văn nghệ của dân tộc Việt Nam mình vậy đó, người ta kính phục cái này cũng lỡ rồi, cọt gậy trong đầu nói này kia rồi, mà tu gì tu tắc á, nữ tắc hả hả, chứ tu gì con người như vậy là không chính đáng. Năm nay tôi độ cô chắc lẽ là cũng trên 70 hoặc là 70 đó, nhưng mà không còn bao lâu nữa mình sẽ theo bà rồi, nhưng mà mình để là cái tiếng này đó là không thể đầu thai được đâu. Mình tu để làm gì vậy hả, mang cái áo rồi xuống như cái tóc, mình làm không giống người tu. À, mà giống như là tôi nói đi đó là giống như cái chân giữa của người đàn ông vậy đó, gục gạch đó. Bác Sáu ơi, cho anh em con hỏi nè, nếu một người tu tại gia mà lên trên mạng sân si như vậy có đúng không bác Sáu? Bây giờ đó, tu tại gia hay là tu chùa hay là đi tu cũng là cái đi tu. Nhưng mà thấy phát ngôn của cô Hoa này đó là phát ngôn là vô trách nhiệm ha, thiếu ý thức, xuyên tạc ha, làm em hố cho một cái nền Phật giáo của người của mình, của Việt Nam mình. Bởi vì ông Thích Minh Tuệ là ông đi đó là ông là một cái xe ha, một cái đầu xe để ông dẫn một cái Phật giáo mình trở lại, chứ đã qua rồi đó là thấy nó lạc lẽo, mạnh ai nói cái này mạnh ai nói kia, mạnh ai nói bây giờ ông mới đi lại. Mà cái này là bên tôn giáo của Việt Nam mình người ta cũng công nhận vậy, ông là một cái đầu xe mà ông đạo sao sẽ kéo theo vậy đó, là để làm gì, để cho nó có cái nề nếp cái đạo mình lại tu, phải có phép rồi phải có lực rồi phải có là những cái quy định ha, hoặc là truyền bá là cũng phải đúng đó. Ví dụ truyền bá, ví dụ như bây giờ tôi nói đơn giản luôn, nói đi, ví dụ như mình là đi theo mà làm cái mạng đi đó. A Di Đà Phật, cho con hỏi là tuy là năm giới là có một giới là không được nói dối, nhưng mà trong cuộc sống nhiều khi là chúng ta vẫn phải nói dối này không hại đến người khác mà thậm chí nhiều khi còn có lỗi, thì cho con hỏi là việc nói dối như vậy thì có vi phạm năm giới đó không ạ? Ở trên đời này không có cái nói dối nào mà đem lại con lợi cho người khác được hết. Nếu mà có cái nơi giới nào mà đem lại lợi ích cho người khác thì cái đấy là tà đạo, không đúng. Anh thử cho một ví dụ mà đem lại lợi con lợi cho người khác, chẳng hạn như cái người này mà bị ung thư sắp chết và nói là thôi về sống với hạnh phúc được mấy bữa rồi chết rồi, khi họ biết ra lại đau khổ hơn, thà nói thật thì cho họ chứ không thì họ biết rồi họ cũng có mất hay cái gì đó. Con nói ví dụ là mình biết là một người vợ kia là có ngoại tình, thế nhưng mà nếu mình nói thật cho người chồng biết thì là gia đình họ sẽ tan vỡ. Thế nhưng mà nếu mình nói dối là không có tiền đó thì gia đình họ vẫn giữ được hạnh phúc. Thì ví dụ trường hợp này thì thầy nhà cho ý kiến ở đây nè, chưa nếu mà nói dối để họ được tạm thời hạnh phúc thì chân tại nhưng mà khi chết thời đoạn thì họ lại ra lao vào địa ngục thì rất là đau khổ hơn tạm thời được mấy ngày đó, mà địa ngục rất là dài nên là lấy cái đau khổ dài hơn là đổi lại cái hạnh phúc ngắn thì không nên. Sau khi chết thì không tránh được nhân quả ngoại tình, đọa địa ngục ngay lập tức, nghĩa là hai đi được thế là cái nói dối không có cái gì tốt đẹp cả, đau khổ hơn. Người ta phải hỏi mình
em lấy xe lên chùa.